Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15. Quốc hội đã nghe các báo cáo về dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Lần sửa đổi này sẽ có mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khách hàng, sự an toàn của cả hệ thống, tiết giảm chi phí xã hội. Dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi gồm 8 chương, 156 điều, quy định các loại hình bảo hiểm thành 3 loại cơ bản theo thông lệ quốc tế là bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe. Dự thảo luật cũng mở rộng đối tượng nhà đầu tư nước ngoài, cho phép các tập đoàn tài chính có hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đơn giản điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm đã được cấp giấy phép tại Việt Nam muốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm mới, bổ sung việc đăng ký kinh doanh, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sản phẩm thuộc lĩnh vực bảo hiểm khác. Thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban Kinh tế Quốc hội nhất trí với việc bổ sung quy định về thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và các biện pháp áp dụng khi doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm không đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tại dự thảo luật, thay cho việc quản lý nhà nước đang thực hiện trên cơ sở tuân thủ, phê chuẩn trước khi thực hiện, chỉ can thiệp sau khi có sự việc xảy ra. Về bảo hiểm vi mô, Ủy ban Kinh tế đề nghị đánh giá kỹ tác động kinh tế xã hội, chi phí, lợi ích của loại bảo hiểm này, bổ sung đầy đủ các quy định về bảo hiểm vi mô, phân tích rõ sự khác biệt giữa loại hình bảo hiểm này so với bảo hiểm thông thường. Đối với quy định về quyền yêu cầu cung cấp thông tin của Bộ Tài chính trong thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Ủy ban Kinh tế cho rằng đây là nội dung quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng nội dung quy định còn chưa chặt chẽ. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị cần xem xét quy định về việc Bộ Tài chính tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm do chưa phù hợp với yêu cầu xã hội hóa ngày càng cao hiện nay, đặc biệt đối với lĩnh vực đào tạo. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên tập trung vào việc ban hành chính sách và thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động này. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chính phủ về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế. Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An với 6 cơ chế chính sách và tỉnh Thanh Hóa với 8 cơ chế chính sách. Trong đó, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 40% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa được vay với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Đối với thành phố Hải Phòng, hàng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với các tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Nghệ An, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu của hàng hóa xuất nhập khẩu so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỉnh Thanh Hóa, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, nhưng không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn so với thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu. Đối với định mức chi thường xuyên, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này. Đa số các ý kiến trong cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với nội dung quy định trong dự thảo. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc thêm một số vấn đề như việc nâng mức trần tổng dư nợ vay, vì thực tế hiện nay, các địa phương trên chưa vay được hết mức trần theo quy định hiện hành. Và trong giai đoạn 2021-2025, tổng mức bộ chi ngân sách của các địa phương chỉ là 0,3% GDP. Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung này.